figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca. Trong thời buổi, các cầu thủ tiềm năng cũng bị các câu lạc bộ hét giá trên trời. Việc Jose Mourinho mua được Nemanja Matic với giá chỉ 40 triệu bảng có thể coi là một món hời lớn của đội chủ sân Old Trafford. Hãy cùng bóngdá.com.vn điểm qua 10 bản hợp đồng ngon, bổ, rẻ trong kỳ chuyển nhượng hè sôi động vừa qua nhé. Vị trí số 10, Dani Alves, từ Juventus tới Paris Saint-Germain, miễn phí. Thật khó tin khi Juventus đồng ý giải phóng hợp đồng trước 1 năm cho Alves để hậu vệ người Brazil chuyển tới PSG mà không tốn một xu nào. Dù đã bước sang tuổi 34, cựu ngôi sao Barca vẫn chứng tỏ anh là một trong những hậu vệ cánh đẳng cấp nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Mùa trước, Alves là nhân tố quan trọng đưa Juve vào chơi trận chung kết Champions League và giành chức vô địch Serie A. Vị trí số 9, Sid Kolasinac, sân cơ 04 tới Arsenal, miễn phí. Sở hữu tốc độ và nguồn thể lực sung mãn, Kolasinac nhanh chóng chứng tỏ mình là một mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ 3-4-2-1 của Arsenal. Tuyển thủ người Bosnia ngoài việc đảm đương tốt vị trí nơi hành lang cánh trái, anh còn có khả năng lùi sâu chơi như một trung vệ trong bối cảnh pháo thủ đang rất thiếu người. Vị trí số 8, Sandro Ramirez, từ Malaga tới Everton, 5,3 triệu bảng. Xuất thân từ lò đào tạo La Masia danh tiếng và đã ghi tới 16 bàn cho Malaga ở mùa giải trước. Thật khó hiểu khi Everton đã mua được Ramirez với mức giá chưa tới 6 triệu bảng. Huấn luyện viên Ronald Koeman đang hy vọng Sandro sẽ học hỏi từ người đàn anh Wayne Rooney và kế thừa vị trí của cựu tiền đạo MU trong một ngày không xa. Vị trí số 7, Youri Tielemans, từ Anderlecht tới Monaco, 21,6 triệu bảng. Tiền vệ người Bỉ là một trong những trụ cột quan trọng nhất của Anderlecht trong những năm trở lại đây, nhưng đáng ngạc nhiên là cầu thủ này chỉ mới bước sang tuổi 20, cập bến sân Louis đệ nhị. Tielemans được kỳ vọng sẽ giúp Monaco tiếp tục lật đổ ách thống trị của gã nhà giàu Paris Saint-Germain. Vị trí số 6, Dani Ceballos, Real Betis tới Real Madrid, 14,5 triệu bảng. Barcelona và Real Madrid đã cạnh tranh với nhau dữ dội để có được chi ký của tài năng trẻ sáng giá nhất xứ bò tót. Tuy nhiên, lựa chọn chỉ có một và Ceballos đã quyết định cập bến Santiago Bernabeu. Victor, huấn luyện viên cũ của Ceballos, từng nhận xét tiền vệ này mang trong mình sự pha trộn của Iniesta, Xavi, Isco và cả Carles Puyol. Tại sân Bernabeu, Ceballos sẽ phải cạnh tranh rất gắt gao để chiếm được một vị trí chính thức từ tay của Toni Kroos và Luka Modric. Vị trí số 5, James Rodriguez, Real Madrid tới Bayern Munich, 9,2 triệu bảng. Từng làm mưa làm gió trong màu áo Real, nhưng tương lai của James Rodriguez đã bị đặt dấu chấm hết khi Zidane lên nắm quyền. Tuy nhiên, việc vua phá lưới World Cup 2014 gia nhập Bayern Munich dưới dạng cho mượn trong 2 năm kèm với điều khoản mua đất với mức phí chưa tới 10 triệu bảng vẫn tạo nên một cơn sốc trên thị trường chuyển nhượng hè 2017. Vị trí số 4, Nemanja Matic, Chelsea tới Manchester United, 40 triệu bảng. Nếu là vài năm về trước, cái giá 40 triệu bảng cho một cầu thủ đã 29 tuổi quả thật không thể tin nổi. Nhưng ở thời buổi bão giá như hiện nay, có thể nói Mourinho đã chi tiêu quá khôn ngoan để đưa về sân Old Trafford, một trong những tiền vệ đánh chặn xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Sự có mặt của Matic đã giải phóng Pogba khỏi nhiệm vụ phòng ngự và giúp MU vững vàng trên đỉnh Premier League. Vị trí số 3, Bertrand Traoré, Chelsea tới Lyon, 8,8 triệu bảng. Từng được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất Chelsea, nhưng tuyển thủ người Burkina Faso cũng không thoát khỏi số phận như bao cầu thủ trẻ khác ở sân Stamford Bridge. Traoré đã có một mùa bóng khá hay trong màu áo Ajax dưới dạng cho mượn khi cùng với đội bóng này lọt vào tới trận chung kết Europa League. Trở lại Chelsea nhưng không được trọng dụng, Lyon đã quyết định đưa ngôi sao 21 tuổi về sân Rupp Palmer nhằm thay thế cho Alexandre Lacazette, người đã chuyển sang khoác áo Arsenal. Con esa swing atrápame, el movimiento en tu cintura es magia.
mágico como yo quisiera tenerlo en íntimo de tus... Vị trí số 2, Zlatan Ibrahimovic, Manchester United, miễn phí. Ở tuổi 36, Ibra vẫn chứng tỏ anh là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới sau những màn trình diễn ấn tượng trong ảo quỷ đỏ mùa giải trước. Dù đã sở hữu Romelu Lukaku, nhưng nếu muốn tiến xa hơn ở đấu trường châu Âu, Mourinho cần có một thủ lĩnh như Ibra trong đội hình, và huyền thoại người Thụy Điển sẽ trở lại trong chiếc áo số 10 huyền thoại của nhà hát những giấc mơ. Vị trí số 1, Leonardo Bonucci, Juventus tới AC Milan, 32,5 triệu bảng. Thật khó tin khi Juventus đồng ý bán một trung vệ hàng đầu thế giới như Bonucci cho đại kình địch AC Milan với giá chỉ hơn 30 triệu bảng. Anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các đội bóng lớn trên khắp châu Âu, nhưng Bonucci quyết định ở lại Serie A vì sức khỏe của con trai mình. Trong thời buổi mà một cầu thủ chưa chứng tỏ được gì ở đấu trường châu Âu như Virgil van Dijk còn bị hét giá tới 60 triệu bảng, thì AC Milan đã quá hời khi mua được Leonardo Bonucci. Vậy là một guồng quay nữa mang tên 2017-2018 đã bắt đầu. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang rất sôi động và tấp nập với người đi kẻ đến. Dự là trong những ngày tiếp theo sẽ còn những thương vụ bom tấn chờ được kích hoạt và một mùa giải mới đầy hứa hẹn nữa đang ở phía trước. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với bongda.com.vn bằng cách bấm subscribe kênh để xem thêm nhiều video khác thú vị. Và kênh cũng rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong mùa giải này.